Như vậy là Đoan Trang, con được nhận 20 triệu cùng với cô Diệp Bảo Ngọc tặng 50 triệu nữa, là con đã có 70 triệu đồng. Wow. Sao chị thấy tình hình sao? Dạ em cũng cảm ơn chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt đã tạo điều kiện cho em rất nhiều. Em cảm ơn mấy anh chị đã hỗ trợ cho em số tiền để em về em sửa cái nhà với lo cho ba đứa con ăn học. Gạch Lost Thai Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng Máy Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta sẽ đến với kết quả cuối cùng. Đội về 3 với thời gian cao nhất là 7 phút 55 giây. Đội về nhì là 7 phút 38 giây. Và đội về nhất là 7 phút 01 giây. Đội nhận được 15 triệu đồng. Chúc mừng đội. Ngọc Anh. Ngọc Anh đã nỗ lực nhưng mà không may mắn lắm con à. Con nhận được 15 triệu đồng. 15 triệu đồng này cô sẽ dành cho Ngọc Anh làm gì? Trước mắt sửa cái nhà cho nó bị tôn. Nhà nó bị gì? Cái tôn nó bị mục. Tôn bị mục hả? Mấy tấm? Dạ cái mái trước 3 4 tấm. 4 tấm. Tôn hoa sen Máy Ấm Gia Đình Việt sẽ tặng luôn 5 tấm luôn. Không phải mua. Bây giờ chú Quỳ Linh thay mặt cho cô Hoa tặng con thêm 5 triệu nữa là 20 triệu. Chú Quỳ Linh đại diện cho cô Thanh Cơn Mưa Nhỏ tặng thêm 5 triệu nữa, 25 đúng không? Chú Quỳ Linh tặng con 5 triệu nữa là 30. 30 triệu đó sẽ làm hành trang cho con để con có thể đỡ vất vả hơn trên con đường tương lai. Ngọc Anh ha, ở trên sóng truyền hình số tài khoản của Ngọc Anh đang chạy trên đó, quý vị có thể chia sẻ với Ngọc Anh một chút gì nữa quý vị ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố giải nhì, ai sẽ nhận được 20 triệu đây. Thôi mình công bố giải nhất đi. Giải nhất được bước vào vòng rút logo của Máy Ấm Gia Đình Việt, Thủy Vi hay là Đoan Trang. Mọi người thấy sao nè? Cả hai giải chỉ có một thôi. Và thời gian nhanh nhất, thấp nhất 7 phút 01 giây thuộc về Thúy Vi. Chúc mừng con gái. Và như vậy là Đoan Trang, con được nhận 20 triệu cùng với cô Diệp Bảo Ngọc tặng 50 triệu nữa, là con đã có 70 triệu đồng. Wow. Sao chị thấy tình hình sao? Dạ em cũng cảm ơn chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt đã tạo điều kiện cho em rất nhiều. Em cảm ơn mấy anh chị đã hỗ trợ cho em số tiền để em về em sửa cái nhà với lo cho ba đứa con ăn học. Cảm ơn rất nhiều nhà tài trợ. Bây giờ tập trung cho mấy đứa nhỏ ăn học. Dạ. Nhà sửa lại và tôi nghĩ rằng trên sóng truyền hình sẽ có nhiều mạnh thường quân nữa sẽ hỗ trợ chia sẻ. Quý vị nhìn đi quý vị, cái mái nhà của nhà Trang nó đang như vậy đó. Nói chung là nó cũng tan nát hết trơn rồi. Chúng tôi chỉ là những người phất cờ và quý vị hãy điểm tô vào đó một chút gì đó để gia đình của Trang sẽ có cuộc sống tốt hơn nhé. Tiếp tục mình sẽ công bố các mạnh thường quân đang ở dưới. Chị Trần Thị Tú Xuân, công ty Nguyễn Luân Cà Mau, khách hàng Hoa Sen Home miền Nam, tặng mỗi bé 5 triệu đồng. Wow. Ngon lành. Cảm ơn chị Tú Xuân. Chị Nguyễn Thị Xuân Yến, công ty vật liệu xây dựng Thanh Sơn, khách hàng nhựa Hoa Sen, mỗi bé một phong bì không biết nhiêu. Thấy cũng dày dày á. Nhà phân phối Hữu An, Sóc Trăng hỗ trợ hai nhà nhì và ba, mỗi nhà 5 triệu.
chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các mạnh thường quân thưa quý vị. Còn Thúy Vy thì sao? Chúc mừng con. Con đã nhận được món quà của chị Cao Thái Hà 20 triệu rồi. Còn bây giờ có bao nhiêu nữa mình chưa biết. Bây giờ Quỳ Linh mời Thúy Vy cùng với gia đình sẽ bước vào vòng đặc biệt để xem gia đình rút được bao nhiêu logo của máy ấm gia đình Việt. Xin mời quý vị. Gạch Nestle, Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.